Alo, xin chào các tình yêu của CC. Cả nhà thấy cái áo đầm này có đẹp không? Nhận được một cú điện thoại, CC chạy ra liền luôn. CC mua được 3 size luôn. CC đang mặc là S-more, không bán nha các bạn. Tại vì CC mặc vừa lắm, đẹp lắm. Thích lắm các bạn ơi. Và CC mua được cái size 4 và cái size 6 luôn nè. Tại vì không mua rồi các bạn cũng sẽ kêu CC đi mua, cho nên CC mua luôn. Trên cả tuyệt vời, thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, để CC dặn các chị em ở bên nước ngoài nè. Các bạn mua đồ của CC đó, khi nào mà các bạn nghe CC nói đây là những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới thì các bạn hãy mua. Tại vì sao? Thứ nhất là bên các bạn không có những cái thương hiệu đó, hoặc là có mà nó quá đắt. Chứ các bạn đừng có gọi là thấy cái đó thích mua mặc dầu nó là thời trang của Mỹ. Tại vì Mỹ đó họ may ra những cái thời trang của Mỹ, họ mặc theo mùa. Thứ nhất là các bạn mua nó vừa đắt tiền, mà gửi qua bên đó nó không có phù hợp với khí hậu của các bạn. Thành ra như vậy phí tiền lắm, CC nói thật. Trong khi các bạn mua những cái thương hiệu nổi tiếng, các bạn để 5 năm, 10 năm trời luôn, cái áo đầm nó vẫn y như vậy. Cái này là CC nhắc nhở nha. Tại vì có một cô em thấy thương quá, cô em size nhỏ quá, cô em size 4 mà cô em không có biết, cô em mua tất cả là size 6 và size medium, mua không biết 6, 7, 8 cái gì đó, cỡ cỡ như vậy đó, cỡ mấy cái CC quên rồi. Bây giờ cô em nhận được rồi, không có mặc vừa cái nào hết. Trong đó có ba cái áo đầm thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, đẹp xuất sắc luôn. Mà ba cái đầm đó là các chị em ở Mỹ nè nhắn tin với CC rất là nhiều luôn. Thì bây giờ chị em nào size 6, nếu mà muốn mua ba cái đầm đó, liên lạc với CC đi, size 6 only nha. CC sẽ gửi hình cho các bạn xem. Nếu được thì CC sẽ nói cô em đó từ ở bên nước đó xa xôi lắm các bạn, cô em gửi ngược lại qua Mỹ và CC sẽ giao cho các bạn khoảng chừng 10 ngày tới 2 tuần là các bạn nhận được à. Hãy giúp cô em đó đi. Tại vì mua tất cả đều là size 6, không mặc được cái nào hết. Thấy thương ghê luôn, bây giờ CC cũng không biết làm sao hết. Nhưng mà có ba cái đầm đó là ba cái đầm nổi tiếng nhất mà đẹp nhất luôn, mà các bạn ở đây nhắc nhiều nhất. Cho nên là bạn nào size 6 thì chị em chúng ta tình thương mến thương, hãy yêu nhau chia sẻ những gì mà chúng ta có thể làm được đi. Nếu có ai size 6 mà cảm thấy thích những cái áo đầm đó, CC gửi hình cho, hãy mua giúp cô em này đi nha. Lần đầu tiên em mua mà em không có biết size, CC cũng cảm thấy khó chịu quá. Cho nên ha, trời, các bạn biết CC chịu khó hả, vô download hết tất cả những cái video mà em mua đồ của CC, rồi CC vô cắt lại, edit lại để CC chuẩn bị đăng lên. Thì CC làm gần xong rồi, nhỏ cháu ra nói: "Ủa, vậy sao gì không kiếm ai size 6 đó, vì chụp hình gì gửi cho người ta có phải nhanh không? Trời ơi, vì edit video kiểu này mệt quá." Thiệt đó, CC mệt xỉu luôn đó các bạn. Các bạn biết hả, 6 7 video luôn mà CC phải coi lại hết, CC edit lại video đó và CC đăng ngược lên cho em là một công trình dễ sợ lắm. Cho nên nhỏ cháu nó ra nó nói một cái nghe hay quá. Đó, cho nên chị em nào size 6 coi như là các bạn giúp CC, giúp cô em đó đi. Tất cả chúng ta đều vui. Em vui vì bán lại được, các bạn vui vì được những cái áo đầm đẹp. Chỉ là size 6 thôi nha. Đó, chị em nào muốn liên lạc với CC nha. CC sẽ cho coi hình ba cái áo đầm đó. Em sẽ gửi qua Mỹ lại cho chúng ta ha. CC giao lại cho các bạn. Rồi thì đây nha. Size 4, size 6. Đây là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, mới mua trong Mê Xì Ra đó, mua ngày hôm nay luôn á. Rất là đẹp, cái mình vải nó hơi dày dày một chút xíu xịu thôi nha các bạn, chứ không có dày đâu nha, mình vải thun ha. Ở bên trong có một lớp ló. Áo đầm này các chị em ngồi văn phòng làm việc cũng được nữa đó, nó không có dày đâu, nhưng mà CC nghĩ là được đó, rất lịch sự và rất đẹp đó. Cái nào CC mặc đó là các bạn tự tin mua đi, tại vì trên cả tuyệt vời đó. CC là người khó chịu lắm, với lại cái da của CC đó nó mỏng lắm, nó rất là sensitive. Mà CC chỉ cần cái áo đó, cái mình vải đó nó có một chút gì thôi là CC không thể mặc được các bạn, không mặc được. Đó. Thì đây ha. Và tiếp theo đây, hứa với lại các bạn, các em size 2
mà bận quá không có làm video được. Thôi bây giờ nè, CC sẽ mặc khoảng 10 cái size 2, tại vì size 2 là của CC không à. Đó, cho nên là các bạn giống giống CC như vậy là các bạn mặc vừa y luôn đó. Hôm nay CC soạn ra khoảng 10 cái size 2 nè. Đó thì CC review cho các bạn ha. Các bạn nhớ nha, ngực của CC là 34 mà 3 chữ đi lẫn 88 đó. Đo hết cái vòng này là 88. Bụng CC đó, buổi sáng mới ngủ dậy khoảng 69-70, tới chiều tối như vậy có thể lên tới 73, ăn nó phình ra ha. Còn mông CC cũng cỡ khoảng 86 à các bạn. Đó, mông nhỏ lắm. Đó, thành ra là các chị em cứ nhắm nhắm theo cái size của CC thì các chị em mua. Còn chiều dài thì dài qua cắt lai thôi. Này là đầm thun, nhưng mà cái thun này nó không có cái độ giãn, nó chỉ là thun, thun đúng thun thôi ha. Đó, thành ra chị em nào size 2 mặc cái đầm này, size 4 không mặc được. Size 2 các bạn có mông lớn mặc tuyệt vời luôn, cỡ cỡ giống CC vậy là ok đó. Size 2 nha, hiệu Tommy Hilfiger có 80+ à, 50% off, đẹp trên cả tuyệt vời. CC qua cái khác nha. Và tiếp theo, đây là cao đầm thun lạnh, size 2, hiệu Anne Klein, hiệu sư tử đó các bạn. Cũng rẻ lắm, có mấy chục đô à, 50% off. Các chị em từ size lớn cho tới size nhỏ, yêu cầu CC review đầm thun lạnh mà kiểu như vậy nè. Để dễ mặc, đơn giản, nhanh, gọn lẹ, thì đúng rồi, những cái đầm này là chị em nào cũng cần hết. Chỉ cần màu các bạn thích thôi, rồi kiểu nó giống y như nhau vậy đó. Muôn đời không bao giờ thay đổi. Với cái mình vải thun lạnh, mát, dễ giặt, dễ mặc, cứ chơi trong tủ, vội vội vàng vàng, lấy sọt vào một cái là chạy đi luôn. Không có cần phải đứng, trời ơi, mặc đồ gì. Không có cần phải lo vấn đề đó. Mua chừng 5-7 cái, cứ treo ở trong tủ. Cần lắm các bạn, những cái nào nhanh, gọn, tiện lợi là CC chia sẻ với các bạn. Mà rẻ tiền chứ có mắc đâu. Hai bữa ăn sáng các bạn mua được cao đầm, mặc 5-7 năm trời luôn. Mê lắm luôn, đi đâu cũng mang theo hết các bạn. Ở bên trong có lớp lót ha. Thoải mái, đẹp. Ồ, quên nữa, đầm này size 2, nhưng mà nó rộng như vậy luôn nè. Thành ra CC nghĩ là size 4 các chị em mặc được cái đầm này. Các bạn nhớ nha, những thương hiệu của Mỹ, họ may cho người Mỹ, họ may cho cả thế giới, chứ không phải là họ may cho người Việt Nam mình. Các bạn phải nhớ điều đó. Cho nên nó là nó rộng lắm, tùy kiểu. Khi CC mặc vào người, CC mới cảm nhận được. Thì CC rất mong các tình yêu của CC nghe CC nói để mua đồ, tránh những cái trường hợp mặc không được. Có nhiều các bạn không có biết, cứ nghĩ rằng là size đó là size của Việt Nam hoặc là size đó là size của châu Âu này nọ. Không có, size Mỹ, đồ Mỹ mà, size Mỹ ha. Cho nên họ may cho Mỹ lớn các bạn. Thành ra là đừng có nghĩ rằng là ở nước mình mặc như vậy là ở bên nước ngoài mình cũng mặc như vậy. Không có ha, mua vậy là không mặc được đâu đó. Thì đây là cái áo đầm CC diễn tả cho các bạn luôn. Như vậy nè, cầm vậy dễ nè. Đầm này là thun, có độ co giãn maximum luôn, thiệt là giãn luôn, mà đã vậy nó còn rộng tới như vậy luôn. Cái này size 2 đó mà như vậy ha, ngực nè rộng nè, bụng rộng nè, mông nè. Đầm này size 4 các chị em mặc được. Ở bên trong có lớp lót. Với những thương hiệu nổi tiếng như vậy mà rẻ tiền như vậy nữa, phải mua thôi các tình yêu ơi, phải mua. Và tiếp theo đây các tình yêu ơi, trên cả tuyệt vời, đẹp quá à. Đây là mình vải thun lạnh, nhưng mà cái thun này nó không có lạnh ngắt ha, lạnh mình vải không nhăn. Đây là size 2, hiệu Michael Kors, 50% off. Những cái đầm này là của CC, mua lâu lắm mà các bạn, để dành. Đây, chị em nào thích thì cứ mua ha. CC mê cái đầm này là ở dưới nó có cái phần xòe như vậy nè. Đầm này các chị em nào size 2 mới mặc được, size 4 không mua nha. Đó, CC nói rõ tới như vậy luôn đó. Tại vì CC không muốn các chị em mua rồi mặc không được nha. Nhớ đó, nghe CC nói nha. Đó, bà nào size 2 mua đầm này,
dễ thương lắm các bạn, rẻ tiền lắm, 50% off hai bữa ăn sáng là các bạn mua được những cái áo đầm này rồi. Hiệu này chắc có thể mắc hơn những hiệu kia một chút hay gì đó, giờ lâu không không có nhớ giá đâu, thì phải coi lại receipt ha nè. Và đây là cái giỏ, giỏ này đựng phone được ha, hiệu may của cô luôn, rất là đẹp. Này con gái mua tặng lâu lắm rồi đó, nhưng mà Cici chưa xài đâu, bạn nào muốn mua mà mua. Con gái tặng tới mấy cái lận màu khác nhau đó, đơn giản dễ thương vậy là đủ rồi các bạn. Cici quà khác nha. Và tiếp theo đây, các tình yêu thật là dễ thương đúng không ạ? Nè đẹp không ạ? Đây là cái áo đầm thun ôm hiệu Guess, trên cả tuyệt vời luôn nè, các bạn thấy chưa, eo nè, mông nè, bụng nè, trời ơi tuyệt đẹp luôn. Size XM nha, phải đúng size XM các bạn mới có thể mặc được cái đầm này, tại vì nó là cái dạng ôm có thun, có độ co giãn, cho nên đứng ngồi thoải mái ha. Nhưng mà XM nha các bạn, không ăn gian được, ăn gian nó bị phình ra đó. Trời ơi nè, thấy chưa, trời ơi mặc vào đẹp quá các tình yêu ơi, trên cả tuyệt vời. Có cái nón cũng đẹp nữa nè, Cici thích cái giày lắm các bạn. Và đây là dây kéo, các bạn muốn kéo tới đâu các bạn kéo ha, mang bút ha, đẹp chết người luôn. Cici nói với các bạn, hiệu Guess, đặc biệt hiệu Guess, chỉ cần các bạn tướng cân đối một chút thôi, chứ không cần là phải đẹp perfect, không cần. Các bạn mặc đồ hiệu Guess đi, Cici bảo đảm các bạn là đẹp. Đồ hiệu Guess khó mặc lắm các bạn, nhưng thí dụ như bây giờ nè, Cici như vậy không có chuẩn đâu, không có đẹp đâu, nhưng mà Cici mặc vào một cái là các bạn thấy không, ba vòng nè đó nè, thấy không, xuất sắc luôn đó. Tướng bạn nào mà hơi chuẩn chuẩn một chút mặc hiệu Guess cho Cici đẹp lắm. Hiệu Guess rất là khó mặc, Cici mặc không có được, chỉ được vài cái thôi, mê lắm. Mặc vào người chúng ta mạnh mẽ, có cá tính mà nhìn rất là tự tin luôn đó, mê không các bạn ơi nè. Dễ thương không, dễ thương, tặng nút like đi các tình yêu. Bé Rô nhắc hoài à, nhớ nha cô, nhớ nha cô, nhớ xin nha cô, nhớ xin nút like để cô xin con. Giờ Cici xin các tình yêu của Cici nè, tặng Cici nút like, chia sẻ cái video này ở trên kênh YouTube hoặc là Facebook của các bạn nha. Ok, Cici hoài cái khác nha. Và tiếp theo đây cũng là những cái áo đầm mình vải thun lạnh, cái này thì mát lạnh luôn đó các bạn, mình vải thun lạnh không nhăn, kiểu rất là đẹp luôn, rất là duyên luôn. Cái cổ có bèo bèo, cái tay có bèo bèo nè, thật là đẹp cái đầm này ha. Size XM nha các bạn, phải là XM các bạn mới mặc được. Mặc dầu là cái này nó cũng hơi có cái phần này nó rộng nè, nhưng mà không được đâu, là tại vì nó có vai, có nách, có vai, cho nên là không ăn gian được đó các bạn thấy không. Mặc những cái dạng này các bạn thấy không nè, lưng eo mông đẹp, thật là đẹp. Đây là một cái áo đầm quá dễ thương luôn, chị em nào mà size XM là trúng hệ của CC luôn. Đẹp từ kiểu cho tới mình vải mặc thoải mái và rất là có cá tánh luôn, tự tin mà mặc các tình yêu, rẻ tiền nữa đúng không ạ, đẹp lắm. Đầm này màu xanh đen đó các bạn, rất là đẹp cái đầm này đó, trên cả tuyệt vời. Và đây là một bộ cực kỳ là sang và đẹp, bộ xương sút này hiệu Michael Kors, size XM, nhưng mà vì CC mặc nó bị rộng quá. Cái này lợi hại là ở chỗ này, ngay cái phần bụng này các bạn thấy không, họ may cái miếng đắp lên cho các bạn, khi các bạn ngồi ăn cái miếng này nó che hết trơn rồi.
Bộ này các bạn mặc đi ăn tiệc, hoặc là các bạn mặc đi đâu đó tùy các bạn, nhưng đi ăn tiệc bộ này là được. Size small nha, dài với CC lắm, cho nên là các bạn nào thiếu chiều cao cần cắt like. Kiểu rất đơn giản, rất sang và rất đẹp. Các bạn thấy không? Mặc những cái này ha. Bạn nào mà có mông á, CC nói là chắc đẹp chết người luôn đó các bạn. CC không có cái mông các bạn ơi. Nè, đó. Hơi rộng nè. Bộ này các bạn nào size 4 mặc được đó. Ở đây có cái nút bấm lại rồi, cho nên là các chị em yên tâm, không có cần sợ là cổ bị rộng hay là gì ha. Mà bấm lại rồi. Cái logo này màu vàng, có cái thương hiệu Michael Kors. Là như vậy nè. Thì các bạn muốn cột như thế nào cho vừa với người các bạn thì các bạn cột ha. Cột qua cho nó đúng như vậy. Thật là đẹp bộ này. Mà CC mặc không có vừa. Đẹp mà thoải mái nữa. Thích lắm luôn. Tại vì cái này nè, nó màu vàng cho nên CC đeo cái nữ trang màu vàng. Đẹp lắm các tình yêu. Bộ này đắt tiền lắm đó. Bộ này tới 160 mấy đô lận đó. Các bạn biết cái giá tiền như vậy là các bạn biết là nó ở một cái level nào rồi ha. Nhưng mà CC vẫn mua 50% off. Đẹp quá mua đại vậy đó. Nếu mà CC có đi chơi, đi ăn tiệc hay gì đó, CC sẽ mặc cái quần độn mông. Thì cái mông nó sẽ đưa ra như vậy nè. Nó mới đẹp các bạn. Bạn nào có mông á, mua bộ này. Mua một bộ, đáng một bộ luôn. Những kiểu này đâu bao giờ nó xưa đâu các bạn. Tái đi tái lại cũng như vậy thôi. Dễ giặt thoải mái, bỏ vô máy giặt giặt. Với những thương hiệu nổi tiếng như vậy, các bạn đi du lịch chơi mang theo, hoặc là các bạn ở bên Việt Nam đi du lịch qua các nước, thì đây chính là những bộ mà các bạn cần mang theo đó. Ai không biết những thương hiệu này các bạn. Trên cả tuyệt vời. Xuất sắc bộ này. Đắt tiền nhưng mà giá trị. Và tiếp theo, hứa với lại các tình yêu, những cái bộ xuyên suốt size X-more. Cho nên là bây giờ CC mặc cho các bạn xem. Thì CC có 3 bộ xuyên suốt size X-more. Bộ đen hồi nãy của Michael Kors. Bộ này là thương hiệu thời trang ở Mỹ thôi. Đây là mình vải xô nhúng. Đơn giản, mặc dễ thương. Có túi nè. Thời trang ở Mỹ nha các bạn, chứ không phải là những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới ha. CC nhấn mạnh như vậy để cho các chị em bên nước ngoài thì hãy tìm những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới để mua. Nhưng mà cũng tùy, nếu các bạn thích quá thì các bạn mua. Tại vì CC thấy thứ nhất là đắt tiền, thứ hai là họ chỉ may mặc một thời gian ngắn thôi. Cái chất lượng của nó không có thể nào mà bằng được những cái thương hiệu kia. Mà cái giá tiền nó cũng đâu có rẻ đâu. Nó rẻ với những người ở Mỹ thôi. Là tại vì người ta mặc để người ta hưởng thụ trong từng mùa. Còn các bạn ở nước ngoài thì nước các bạn cũng sẽ có những đồ thời trang của nước các bạn rất là đẹp. Cái các bạn không có là những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như thương hiệu của Mỹ. Thì các bạn mới cần mua. Còn đồ thời trang thì tôi suy nghĩ mua có thể là nó uổng tiền. Cứ lựa những thương hiệu nào nổi tiếng mua đi các tình yêu. Thương hiệu của Mỹ thì thôi để cho các bạn bên Mỹ mặc. Tại vì mặc có mùa các bạn. Đó, thì đây nè. Dễ thương lắm. Có thể mặc được một vài năm. Đó, thì tùy các bạn nha. Bộ này là size X small. CC
CC mê cái này nè, các bạn thấy nó ôm eo CC lại còn nhỏ xíu. Nè. Thung, nguyên một cái phần ngực này là thung, xuống dưới đây là thung luôn. Thích cái này là có túi nè các bạn, mà màu này cũng đẹp nữa. Dài thì cắt like ha. Này chắc chắn phải cắt rồi. Đó. Đẹp không ạ? Đẹp ha. Và tiếp theo đây các tình yêu. CC mê bộ này lắm. Nhưng mà hôm bữa CC có một bộ đó, nhưng mà size small, mặc không được. Rồi cái vòng của CC nó móc vô trong cái sợi dây. Size small. Cái nơ này nè, CC giật cái nó xúc chỉ chỗ này ra thôi à. Đó thì bạn nào muốn mua CC bớt cho bạn 10 đô. Rồi bạn đi ra tiệm, bạn kêu người ta đính lại cho bạn. Size small nha. Bộ này đẹp lắm. Thì giờ CC mua được cho CC size X small nè. Nhưng trước khi CC mặc thì chị em nào muốn mua thì mua ha. Bộ này size X small. CC không có mặc, cho nên nó không có bị móc vô cái vòng, nó không có bị gì hết. Bộ size small. Cái nơ này nó bị xúc cái dây. Nè, vòng hở là thường xuyên bị các bạn. Đó. Thì CC sẽ bớt cho bạn 10 đô để bạn mang ra tiệm đính cái sợi dây lại ha. Cái này là mình vải KT, hút mồ hôi, mát, lạnh, thích lắm. Bộ này nè, bộ này các bạn mặc vào người các bạn mới thấy thích. Các bạn cảm nhận được cái mình vải của nó, các bạn mê luôn đó. Có túi nữa ha. Cái này là X-more nha. Bộ CC mặc cũng X-more luôn. Cái này là xô nhúng, cái này là KT. Đó. Rồi coi như size X-more CC review, tổng cộng là 10 item, 7 cái đầm và 3 bộ sim suit ha. Rồi bây giờ CC sẽ qua size small. Và tiếp theo đây các tình yêu. Đây là một cái áo đầm mà phải nói rằng trên cả tuyệt vời, đẹp, độc, lạ. CC không biết áo đầm này nhưng mà được. Những người bạn ở trong Macy họ chỉ CC mới biết. Họ ghi rất là rõ nè. Đây là một cái mình vải chống nắng 50 độ F. Các bạn thấy tức cười không? Chúng ta xài kem, lotion, chống nắng 50 độ F. Có bao giờ các bạn nghe những cái mình vải, những cái áo đầm mà họ cũng làm cái 50 độ F? Nắng nó không có sâu xuyên qua da thịt các bạn được. Nó protect người của các bạn. Giống như những cái áo thun lót mà CC khuyên các bạn nên mua đó. Thì đây là cái dạng đầm, nó giống như thể thao nhưng mà nó đẹp quá. Thứ nhất là cái màu, thứ hai nè các bạn thấy không, xếp ly ở dưới cái phần chân váy. Nhìn cái áo đầm này nó rất là duyên, rất là hay và rất là đẹp. Đối với cái áo đầm này thì các chị em phải mang những loại giày như vậy. Cái đôi này của cháu ngoại CC ha, đôi này rộng lắm, CC không có ở đây, CC mang đỡ á. Chứ đôi này không phải là chân CC mang được đâu ha. Nhưng mà nói chung là những dạng đầm này giống như gần như thể thao thì mang những loại giày này là trên cả tuyệt vời. Đầm này là size small cho nên là CC mặc rộng. Nhưng mà đầm này không ăn gian size được nha. Các bạn đúng size small thì các bạn mua, không ăn gian size được. Mặc dầu là có chất liệu thun nhưng mà phải mặc đúng size mới đẹp. CC X small, CC mặc rộng quá. Dạng này mặc rộng cũng không đẹp, mặc chật cũng không đẹp, mặc đúng mới đẹp. Để nó show cái thân người, thân hình của chúng ta lên. Đây là một cái mình vải trên cả tuyệt vời. Xuất sắc ha. Không thấy giá tiền. Để CC coi receipt nhưng mà không có đắt đâu các bạn. Các bạn có nghĩ hai bữa ăn sáng hơn một chút. Hoặc là cỡ cỡ như vậy thôi. Tuyệt vời. Dễ giặt, thoải mái. Cho vô mới giặt giặt, tha hồ luôn. Và đây các tình yêu. Nhiều bạn hỏi CC cái này lắm. Cái này là CC mặc nhiều lắm, CC có nhiều lắm các bạn. Không phải mình CC có đâu. Ai cũng có hết chứ không phải mình CC đó. Đây là cái áo để các bạn mặc khoác như vậy nè. Thí dụ như tối ngồi coi TV, có con cái, gia đình này nọ đó. Thì các bạn có mặc một cái bộ đồ ngủ bên trong thì đây cái áo các bạn khoác nó cũng lịch sự hơn, mà nhìn nó sang mà nó đẹp hơn. Thí dụ bạn ở nhà đi, lỡ có ai bấm chuông, phát thơ, họ tới họ giao đồ này nọ đó, khoác
khoát vào, đi ra mở cửa. Nhìn rất sang, rất lịch sự và rất đẹp. Hoặc là các bạn đi ra biển nè, đây là cái áo khoác mặc ngoài biển được. Ở bên trong mặc bộ đồ bikini một mảnh, hai mảnh gì cũng được, khoác cái áo này vào và đi ra biển. Hoặc là ở trong hotel thì các bạn cần mang theo cái áo này, khoác vào, sang trọng, đẹp, trên cả tuyệt vời, rẻ tiền nữa. Với một cái bình vải xô nhúng ha, vải xô thôi, mỏng, đẹp, cực kỳ là sang. CC đi thấy đẹp quá mua vậy đó. Chứ CC có nhiều lắm luôn đó các bạn. Nhiều bạn hỏi CC, hồi đó các bạn hay thấy CC mặc đúng không? Nhiều bạn hỏi lắm. Nhưng mà những cái này nó ít sale. Quá đẹp ha. Này chắc size small đó các bạn. Đây. Áo này size small CC cũng mặc được, X small CC cũng mặc được. Là tại vì nó chỉ là khoác vào rồi cột cái dây thôi mà. Thì đây, trên cả tuyệt vời là cái này. Và tiếp theo đây các tình yêu. Mùa hè ở Mỹ của chúng ta là như vậy các bạn. Đây là những loại áo đầm mà các bạn mang dép được, mang sandal được. Đẹp lắm. Đây là mình vải, giống như là mình vải kate. Nhưng mà cái loại kate mà nó lỗ lỗ như vậy, tại vì CC lấy ở trong thùng ra đó, cho nên là nó nhăn ha. Các bạn mặc thì chắc chắn các bạn phải ủi rồi mới mặc đúng không? Size small, CC mặc rộng quá. Ở đằng sau họ may hết nguyên một cái bản thun, nhưng mà nó rộng thùng thình như vậy. Đó. Bạn nào bị cái bụng thì mua cái áo đầm này nè. Cái đầm này là cái đầm sẽ che được cái bụng cho các bạn. Ờ, cái mạc văng mất rồi các bạn, mạc giấy văng mất rồi, nó còn mấy cái cọng nhựa thôi ha. Thì chị em nào muốn mua thì chấp nhận nhìn CC, đầm này sale rồi cũng còn rẻ lắm. Phần ngực CC mặc vừa, phần này rộng quá. Đó, mặc cũng dạng đầm như vậy nè, các bạn đội những cái nón như vậy nè, đeo những cái ba lô nhỏ nhỏ như vậy các bạn, đẹp lắm. Đây là cái ba lô chắc các bạn mê chết luôn, với một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới ha. Có thêm cái này để đựng AirPods hoặc là tiền cắt gì đó. Đây, bằng da các bạn, mê lắm luôn á cái ba lô này. Bụ bối của CC đó. Nè như vậy nè. Đó. Thật là đẹp luôn. Mê lắm các bạn. Mấy cái nhỏ nhỏ như vậy nè, chị em phụ nữ chúng ta đó, thì các bạn đi du lịch chơi hay đi đâu đó là các bạn rất cần những cái nó nhỏ nhỏ, càng nhỏ càng tiện. Các bạn đựng được nhiều đồ, nhưng mà đồ nhỏ nhỏ đó, như vậy nè, là các bạn đi các nơi luôn. Đơn giản, lịch sự mà đẹp. CC mà dép ấy, CC hay bị dấp lắm các bạn. Là tại vì CC đi bằng cái mũi nhiều, CC quen rồi. CC múa mà, nhảy đầm mà. CC đi bằng cái mũi nhiều lắm, cho nên khi mà mang dép á, CC hay bị dấp như đó. Thật là đẹp ha. Đó, CC mặc rộng á, cho nên cái vai nó cứ tuột xuống. Chị em nào size small mua cái đầm này, có hai cái túi là thích rồi nè. Lúc này cởi ra được ha. Đơn giản mà đẹp. Những màu trắng như vậy nè, thì các tình yêu mua về nhớ mang ra tiệm dry clean một lần, để cho nó lấy lại cái xếp cho nó đẹp đã, rồi treo trong tủ khi nào đi đâu thì chúng ta có lấy mặc ha. Mặc đồ trắng là các bạn phải chịu khó cái điều đó ha. Các bạn muốn mua cái nón thì mua nón không có on sale đâu. Cái áo đầm này on sale tới 50%, rẻ lắm mà giờ nhiêu tiền quên rồi, tại lâu rồi. Trời ơi, cứ để dành để đi du lịch đó. CC mặc An Giang thì cũng được, nhưng mà cái vai nó hay tuột cũng vậy đó. Đó, cho nên là bạn nào đúng size small thì mua ha. Còn ba lô nè, bạn nào muốn mua thì mua.
gần một gang tay CC. Cái bề này rộng như vậy ha. Cái phần đáy một gang đó các bạn. Trên cả tuyệt vời cái ba lô này ha. Và tiếp theo đây, đây là một cái kiểu áo đầm mà bạn nào ở Mỹ cũng có hết, mà bạn nào cũng thích hết, dễ mặc đi tất cả các nơi, với mình vải xô kiểu rộng rãi thoải mái. Đầm này các chị em size small, size 6 đều mặc được. Size medium không mặc được là tại vì CC sợ nó chật cái phần nách á. Tại vì áo này là có khoét nách các bạn. Những kiểu này là muôn thuở là như vậy, không bao giờ thay đổi các bạn. Cái mình vải và cái kiểu mấy chục năm trời cũng như vậy. Khác một chút xíu là họ đính đính mấy cái hộp nút nè, hoặc là họ làm cho cái tay loe loe thôi. Trời ơi, CC có biết bao nhiêu những loại đầm này, thích lắm, không có cho ra goodwill. Năm nào cũng mặc đi mặc lại, thích lắm các bạn ơi, mê lắm. Các bạn mặc đi tất cả các nơi, đi uống cà phê, đi shopping, đi chợ, đi ăn uống, đi qua nhà bạn bè, tán dóc, đi tất cả các nơi. Và đây là một kiểu đầm nó dễ mặc nhất 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 luôn. Mà tới mùa hè ai cũng phải chờ những cái mình vải xô này để mặc hết các bạn. Ở bên trong có một lớp lót thun. Thì mặc những cái dạng đầm này nè, nó giống như là nó nhẩm 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 nhẩm, nó dễ thương. Thì các bạn nên xách những cái loại túi lớn hoặc là giỏ như vậy nè, nó đẹp. Các bạn đeo chéo ngang qua nếu các bạn thích. Còn CC là chỉ có xách thôi các bạn ơi, CC là không có đeo chéo đâu các bạn. Đó, nè. CC đi qua Cali chơi đó, CC cũng như vậy nè các bạn. Cũng mặc những cái dạng đầm rộng rãi, thoải mái như vậy nè. Và CC xách những cái giỏ này nè, CC mang 7 màu luôn đó. CC mặc áo màu nào, CC xách màu đó à. Của Ý nè, rất là đẹp. Màu này giống như màu cà phê sữa quá à. Chắc giống giống vậy quá. Cái sợi dây nè, các bạn nhìn sợi dây các bạn mê luôn đó. Hơi nặng tí ha. Nhưng mà CC không có đeo dây. Mềm, mềm xèo luôn. Các bạn bóp lại luôn, cho nó nhăn nheo cũng được luôn. Móng tay này đau quá cho nên là không có lấy ra. Đây, rút lại nè. Như cái bông vậy đó, rất là dễ thương. Rồi như vậy thôi. Tại vì mùa hè đó các bạn, trời nóng lắm. Chúng ta uống nước nhiều lắm. Hoặc là các bạn ăn cái gì các bạn cũng muốn tìm một cái gì đó có nước các bạn ăn. Thì khi các bạn ăn vào một cái người các bạn, nó sẽ nở nở ra. Cho nên mùa hè bạn nào cũng tròn hết. Nhất là các bạn nào đi Việt Nam. Đây chính là những cái áo đầm mà các chị em cần. Ăn no cỡ nào các bạn cũng không sợ hết. Cái áo đầm này nó che hết luôn. Thoải mái, dễ mặc, dễ giặt, rẻ tiền. Thật là rẻ tiền, không tới hai bữa ăn sáng của các bạn. CC nói vậy là các bạn biết là nó rẻ như thế nào. Đây là thời trang của Mỹ thôi nha, để cho các bạn ở bên Mỹ mua mặc thôi. Các bạn bên nước ngoài đừng mua. Đó là như vậy ha. Rất là đẹp luôn. CC nói câu đó không có ý gì đâu nha. Là tại vì CC biết đất nước nào cũng vậy, kể cả Việt Nam mình hoặc là các nước, nước nào họ cũng có những cái kiểu thời trang của họ các bạn. Đó, các bạn chỉ mua những cái mà ở bên nước ngoài mà nó quá nổi tiếng, nổi tiếng trên thế giới mà với lại cái giá nó như vậy, các bạn mua để mặc đi đâu đó nó không bị lạc lõng này nọ. Còn thời trang của cái nước đó thì nước nào cũng có, CC nghĩ là mặc sẽ đẹp ha. Chứ mua như vậy rồi gửi, thứ nhất là gửi khó rồi tốn tiền, rồi nhiều bạn còn bị tiền thuế ở bên cái đất nước đó nữa thì không nên. Mua đồ hiệu thôi các bạn. Và tiếp theo, với cái đầm này là miễn bàn luôn rồi đúng không? Chị em nào cũng mê, chị em nào cũng thích hết đó. Xuất sắc luôn các tình yêu. Đẹp lắm luôn đó. Và rất có cá tắm đó.
Mặc đầm này các bạn đội nón này mới đẹp. Size small nè, rộng quá. Cái phần này có thun. Trời ơi, CC mặc nè, rộng thùng thình như vậy nè. Đó, có mặc được đâu các bạn, mê quá luôn. Từ cái màu sắc, từ cái mình vải, cái này vải tôn nha các bạn, trên cả tuyệt vời luôn đó. Đó, kiểu đầm CC mặc là như vậy đó. CC mê lắm. Mặc như vậy anh giam được chiều cao, mà nó rộng rộng, xuống xa xuống xính như vậy nè. Các bạn đi tướng làm sao cũng đẹp hết trơn. Đi nhanh cũng đẹp, đi kiểu như vậy là cũng đẹp. Đi chậm chậm cũng đẹp, đi làm sao cũng đẹp nhờ gió đó. Sẽ làm cho các bạn tự tin và rất xinh đẹp trong cái chiếc áo đầm này. Bảo đảm luôn. Xuất sắc luôn á cái đầm này. Trên cả tuyệt vời, CC chỉ biết nói vậy thôi. Nhớ nha, mặc cái đầm này, loại đầm này, đội nón kiểu như vậy mới đúng nha các bạn. Đẹp lắm đó, CC nói thiệt. Mê luôn á. Xuất sắc trên cả tuyệt vời. Đầm này size small ha. Tuyệt đẹp. Không có điểm nào chê hoặc là có một vấn đề gì cả. Có hai cái túi nữa. Bụng các bạn to cỡ nào che trơn. Mê luôn cái đầm này đó. Không có size X small. Đây là cái nón. Tại vì cái màu nó giống đó cho nên CC đổi ha. Đây là thương hiệu ông già nha, của Pháp ha. Nón này không có on sale các bạn ơi. Nè, có bạn nào mua rồi đó, CC dán tên để trong thùng luôn mà không lấy. Rồi CC lấy ra để CC đội luôn đó. Đó các bạn cứ như vậy không đó. Thứ nhất là mất thời gian của CC. CC cũng phải vô sổ, vô máy này nọ rồi. Các bạn làm cho CC cảm thấy mệt đó. Nói hoài cũng vậy. Thành ra CC rất mong cái tình yêu của CC. Thật lòng muốn mua, mua, không mua. Nói đại chị CC em không mua rồi. Xong đâu có giận hờn gì đâu. Chứ im lặng phải làm gì các bạn đó. Rồi cứ quên quên nhớ nhớ vậy đó. Nè bé Rô lấy ra nè. Đó các bạn cứ nhìn đi. CC dán tên các bạn vô là biết là có người mua rồi đó. Đẹp không ạ? CC mê cái đầm này lắm các bạn. Trên cả tuyệt vời. Và tiếp theo, đây là một cái áo đầm trên cả tuyệt vời. Size small đó nhưng mà CC mặc được. Trước khi CC mặc, chị em nào muốn mua mua. Còn nếu không CC sẽ mặc nay mai các bạn. CC thiệt thích lắm luôn đó. Nhưng mà cứ khoe với các tình yêu trước đi. Các bạn không mua, CC mới mặc. Đây là mình vải KT. KT mà nó hơi dày một tí ha. CC mang guốc này vừa y luôn đó các bạn. Thật là đẹp, đẹp lắm cái áo đầm này luôn. Đẹp từ màu sắc cho tới cái kiểu. Mà CC mặc vừa nha. CC nói là CC mặc vừa đó, mặc được đó. Size small đó mà CC mặc được nè. Nguyên một cái phần ở trên. Cái áo này, cái phần trước, họ có cắt cái cúp ngực. Phần này cắt ngang eo. Ở đằng sau nguyên một cái bản lưng là thun. Và ở đây suông. Suông mà cái dạng tam giác, nhưng mà không phải là vải xéo đâu. Là như vậy. Cái phần ở dưới, cái chân váy có nhúng. Và đây một tầng nữa, hai tầng. Và đây coi như là ba tầng. Như vậy mới là ăn gian chiều cao. Si mặt cô các bạn nhìn si cao. Thật ra si đấu cao vậy đó. Ăn gian chiều cao là như vậy các bạn. Các bạn đi, đứng, ngồi rất là tự tin. Khi mà các bạn mặc những cái mình vải KT, mình vải xô, hoặc là xô nhúng này nọ, đi tướng sao cũng đẹp hết đó. Tại vì sao? Vì cái mình vải nó đơ, cho nên nó đỡ các bạn. Còn thí dụ như mà mặc thun lạnh, muslin mà dài mà ôm á, nó dính. Chân các bạn bước làm sao nó thấy hết trơn à. Còn cái này nè, đó các bạn thấy không, nó tự động mà. Rất là đẹp luôn. Mê luôn đó.
Chị em nào mua nhanh nha, nếu không thì CC mặc. Tại CC mặc vừa các bạn. Đẹp ha, xuất sắc luôn. Và tiếp theo đây các tình yêu, nhỏ nhắn, xinh xắn và dễ thương. Đây là mình vải kate. Trời ơi, mặc cái này vào là nhìn các bạn rất là trẻ trung và xinh đẹp. Phần ở trên này là họ may chỉ thun. Phần ở sau lưng đẹp hơn các tình yêu. Như đây đủ đẹp rồi, đẹp lắm luôn, CC mê lắm. Size small nè, CC mặc vừa y luôn. Với CC đó, mặc những cái như vậy là xách những cái giỏ nhỏ nhỏ như vậy nè. Cái này để được phone ha. Đây là hiệu Tommy Hilfiger. Cái này bằng vải các bạn. Vải gì đó, CC không biết, vải bố, vải dù gì đó. Vải bố. Dây không có tháo ra được. Cho nên là CC miễn cưỡng để xài thôi. Tại vì nó nhỏ, nó dễ thương quá luôn. Để được nhiều đồ trong này lắm, nhưng mà đồ nhỏ nhỏ thôi. Xách cái giỏ Tommy thì đổi cái nón Tommy và mang đôi sandal Tommy. Rất là trẻ trung, rất là xinh đẹp. Trên cả tuyệt vời luôn. Bộ này là khỏi chê rồi các bạn. Trước khi CC mặc chị em nào muốn mua mua nha. Cái này là size small nha. Mà CC mặc được đó. Thật đẹp lắm các tình đi, đẹp lắm luôn. Và đây là cái giỏ rất dễ thương. Trước khi CC xài chị em nào muốn mua mua đi. Mê lắm luôn đó. Xuất sắc. Đơn giản, dễ thương. Thì gọi khác nha. Và tiếp theo, đây là những cái đầm mà CC phải nói là đầm CC tuyển không đó các bạn. Mua lâu lắm rồi để dành đó, bây giờ mới có đó. Chứ không mà đâu có đâu. Đây là mình vải kate. Cắt ngang phần eo có thun. Size small không có đúng size CC đó, cho nên mặc đó, nó không có phùng phùng lên. Các bạn mặc đúng size nó sẽ phùng phùng lên. Chị em nào bị cái bụng thì đây là cái áo đầm mà các chị em cần mua đây. Các chị em nói với CC á, CC nhấn mạnh dùm cái câu đó, cho nên bây giờ cái áo đầm nào CC cũng phải nói câu đó nếu mà các bạn mặc được. Tại vì đa số bạn nào cũng có bụng hết. Bụng to, bụng vừa vừa, bụng nhỏ thì khỏi nói ha. Thì đây là cái áo dành cho các chị em bị cái bụng mặc được. Nó phùng phùng lên như vậy nè. Đầm này là size small nha. Ăn gian size được. Là tại vì nách rất là rộng. Cổ là buộc nơ như vậy. Cái chỗ này các bạn rút được. Đó, cho nên size 4, size 6, size small thì đây là cái áo đầm các bạn mua được. Mình vải kate. Một tầng, hai tầng, ba tầng. Rất là đẹp. Ở bên trong có một lớp lót. Cũng bằng vải kate luôn ha. Vải kate thì nên xách hoặc là đeo những cái túi bố, giỏ bố. Đây là giỏ bố hiệu ông già, thương hiệu của Pháp. Và cái nón này cũng vậy, CC phối lại như vậy. Các bạn đừng có mang đôi guốc này nha. Một là các bạn mang dép, hai là các bạn mang sandal, rất là đẹp. Tại CC lỡ CC mang luôn để cho nó cao cao một chút đó các bạn. Với lại cái màu này nè, trong phone sáng quá ha, màu ở ngoài nó đậm xuống. Nó là màu xanh đen á. Còn màu trong phone hình như là màu xanh dương ha. Đơn giản và rất đẹp. Nè các bạn thấy kiểu đầm không? Đẹp lắm các bạn. Xuất sắc luôn đó. Những cái đầm này mà có túi là các bạn thích rồi. CC cũng thích nữa. Rất là đẹp. Đẹp, rẻ, dễ mặc, dễ giặt. Nhiêu đó đủ rồi các bạn.
Nhưng mà cái đầm này là các chị em không mang đi du lịch được. Đi được với điều kiện phải mang theo cái máy hơi để ủi, hoặc là trong hotel họ có cái máy đó. Cái này xếp vào vali nó sẽ nhanh, cho nên là phải ủi mới mặc được nha. Tuyệt vời hả? Rất đẹp luôn. Và tiếp theo, đây là một cái áo đầm vải xô mà chị em nào cũng yêu thích. Các bạn yêu thích cái kiểu và cái mình vải. Đây là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, mình vải xô. CC nói với các bạn để ý không? Bất kỳ hiệu nào họ may kiểu cũng giống giống nhau hết trơn. Tại vì một nhà design họ design ra đó, là họ bán cho hết tất cả các hãng nào mà cần tới họ. CC đã được đi tới đó rồi đó các bạn, ở bên Canada đó, ở Quebec. CC đã được đi vào đó và đã được đi theo người ta để người ta đặt hàng rồi, cho nên CC biết đó các bạn. Những nhà design nổi tiếng trên thế giới họ có cái office văn phòng nằm ở Canada, Quebec. CC đó là có nhiều cơ may lắm các bạn, tự nhiên nó khiến, chứ sao CC biết được như vậy. Đẹp lắm. Thí dụ như cái thương hiệu đó nổi tiếng ha, bạn thích cái kiểu đó thì bạn sẽ đi tới đó, nó có rất là nhiều văn phòng mà khó lắm mới gặp được người ta. Bạn phải có hẹn và bạn phải có như thế nào đó, người ta mới bỏ thời gian ra để người ta tiếp bạn 30 phút à. Có nhiều chỗ chỉ cho bạn 15 phút thôi để trò chuyện thôi. Không có dễ mà gặp được người ta. Nhưng mà CC được đi ăn ké cho nên CC biết. Từ lúc qua mới biết luôn á. Thì bạn có thể nói ờ tôi thích cái kiểu đó, nhưng tôi chỉ muốn làm ra cái giá tiền nó như vậy thôi. Thì họ làm cho bạn, họ sẽ thay đổi mình vải, kiểu dáng. Họ đã làm cho một cái hãng nào rồi thì họ không thể nào làm giống y như vậy được. Giống như vậy là copyright, cho nên họ phải thêm bớt, hoặc là cái mình vải khác, hoặc là cái gì đó. Đó là cái CC biết được đó. Thành ra những kiểu các bạn nhìn nó tương tự nhau, khác chút thôi, không khác nhiều. Đây là thương hiệu nổi tiếng trên thế giới hả? Cũng 50% off đó, mạc đâu rồi? Có mạc đó, nãy CC có cầm được cái mạc, nó giờ ở đâu không biết nữa. Mình vải ở bên trong cũng là một lớp vải kate, ở ngoài là vải xô màu xanh da trời các bạn, thật là đẹp luôn. Cho nên CC đeo với lại cái bóp này. Bóp này cũng là một thương hiệu nổi tiếng, cái này cũng trăm mấy chục đô đó, sale tới 70% cái bóp này, mềm lắm, thiệt là thích luôn, xuất sắc luôn đó các bạn. Cái áo đầm này với cái bóp này là đúng luôn, đúng màu luôn, thêm cái nón. Mặc đầm vải kate, vải xô, các chị em đội nón nó đẹp lắm. Đó, thích quá bắt đầu đứng nói nhiều nè, thôi qua cái khác nha. Định nói đó. Và tiếp theo, đây là mình vải thun lạnh nè. Lạnh lắm. Rất là đẹp. Với một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới ha. Cũng 50% off đó, rẻ tiền các bạn, CC nói rẻ. Size small. Cái này các bạn mặc ăn gian size được. Size 6 các bạn mặc được đó. Rộng rãi thoải mái, vì là dạng suông nhưng mà có vải xéo một chút. Ở dưới chân váy họ pha những cái màu rất là đẹp luôn. Nhiêu đây đủ đẹp rồi các bạn. CC mặc áo đầm, CC cần nó phải có một cái điểm nhấn gì đó. Bất kể một chỗ nào trên cái áo đầm thì nó mới là đẹp. Đây là cái cổ như vậy.
Đầm này CC mặc cũng được chứ không phải không đâu các bạn, mặc được đó, mặc ăn da được đó, nách hơi rộng nhưng mà ok không sao, rất là đẹp luôn, trời ơi mát lắm, thiệt thích luôn đó các tình yêu. Size small ha, đây là những cái đầm mà các chị em cần mua đó, cứ treo trong tủ chừng chục cái đi, đi đâu vội vội vàng vàng lấy sọt vào chạy luôn, nhanh gọn lẹ, dễ mặc dễ giặt, không nhanh, đi đâu cũng mang theo được. Thích lắm. CC đồ nhiều như vậy đó, mà lúc nào cũng có sẵn mấy chục cái này là treo ở trong một cái tủ. Khi nào mà vội vàng đi đâu đó mà bị hối, chỉ cần mở cái tủ đó ra nhắm mắt cũng lấy được nữa. Lấy một cái mặc vào là đi liền. Còn khi nào có thời gian hoặc là chuẩn bị trước thì bắt đầu chúng ta mới phải tìm cái này, tìm cái nọ, tìm cái kia, điệu. Còn vội vội vàng vàng là cứ như vậy thôi. Rất đẹp ha, xuất sắc luôn đó. Và tiếp theo, đây là những cái áo đầm mà hot nhất cho năm nay mùa hè, có màu trắng, có màu đen, có màu xám, hiệu nào cũng có hết, Adidas có, Nike có, Calvin Klein có và nhiều hiệu nữa có. Cái này là của Calvin Klein, đây là giống như dạng thể thao, ở bên trong là quần nè các bạn. Đó. Là một chiếc áo đầm như vậy, các bạn mang giày, dạng giày Adidas này nọ mới đẹp ha. Đầm này là phải mặc đúng size, không ăn gian size được. Các bạn nhìn nè, các bạn thấy cái ngực CC nó bị bè ra không? Là tại vì cái áo đầm này size small, người ta có lót cái miếng lót ngực sẵn cho các bạn rồi, để các bạn không cần phải mặc áo ngực. CC size X more, CC mặc nó bị đùng nè. Với lại CC thiếu chiều cao nữa, cho nên là mặc nó không có đúng, cho nên nó không có đẹp. Kéo xuống như vậy thì nó không đẹp rồi. Các bạn mặc nó phải đúng. Bạn nào đúng size more thì các bạn mới mua áo đầm này. Rẻ tiền lắm luôn nha các bạn, 70 mấy đô à, 50% off. Mình vải mát lạnh nè à. Mê lắm, thích lắm. Thun 4 chiều mà. Thật là tuyệt vời luôn. Phải đúng size nha, không ăn gian được nha các bạn. Bạn nào mà bị cái bụng to đó, không có mua cái áo đầm này. Bạn nào mà da trùng, da nhăn, mua cái áo đầm này. Vì cái phần ở bên trong nó là cái loại thun 4 chiều như vậy, nó ôm cái bụng các bạn sát rạc luôn. Rồi như vậy, nhớ CC dặn cái áo đầm này nha, size small mới mua, bụng to không mua, da trùng da nhăn mua cái áo đầm này mặc rất đẹp luôn. Hiệu Calvin Klein size small 50% off, ổng tới hai bữa ăn sáng nữa các bạn. Màu đẹp nữa ha. Rồi, xin qua cái khác nha.